Triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, chiều nay, Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp phường trên địa bàn. Theo các quyết định được công bố, ông Nguyễn Bá An, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Hải Tây, nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Hải Tây. Ông Nguyễn Đình Vương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và bà Trần Đỗ Quốc Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Hải Tây. Đối với phường An Hải Bắc, bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Trần Văn Hùng, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Các ông bà Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021 gồm Nguyễn Thị Thanh Bình và Nguyễn Văn Hữu được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Với phường Nại Hiên Đông, bổ nhiệm ông Cao Đình Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021 gồm Hồ Tấn Phước và Phan Thùy Dung giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Tại phường Măng Thái, ông Nguyễn Lâm Hà được bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Ông Phạm Thế Hải và bà Mai Vy Ninh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thọ Quang Lê Tấn Thành giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Với phường An Hải Đông, bổ nhiệm ông Võ Xuân Dân là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường và bà Nguyễn Thị Biên giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Quận Sơn Trà cũng điều động ông Phan Tất Tỉnh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân quận đến nhận công tác tại phường Phước Mỹ và bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phước Mỹ. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021.